Hôm nay là mình tình là làm hệ thống tưới nha mọi người. Mình sẽ làm hệ thống tưới, mình là đặt cái bơm ở giữa nha mọi người. Đó. Mình đặt cái bơm ở giữa tuốt trên đó đó ha, và mình chia ra xuống đường lên và đường dưới. Thì mình sẽ đi tới hai loại ống, một loại ống là ống 34 và ống 42 nha mọi người. Thì ống 42 á, thì mình sẽ đi giống khúc này nha. Đó. Từ đây lên trên đó là khoảng vài chục mét thì đi ống 43 34. Và mình đi lên trên kia, lên trên giữa luôn á thì ống 42. Đó. Thì chiều dài của ống 42 là khoảng 100 mét. Nhưng mà mình cắt làm hai. Mình cắt làm hai có nghĩa là 50 mét 50 mét đến 60 mét ống 42, sau đó nối ống 34 vô. Thì mình sẽ giảm ống 34 mình đi phút còn lại ha mọi người. Đó. Thì mình đi theo cái cách né này nè. Mình đi ống 42 3 34. 34 từ khoảng phút trên đây nè. Ống 34. Thì ống 34 mình đi sửa đây nè ha. Mình đi xuống dưới đây là ống 34 ha, lên tới đầu đó là đường này là điểm cuối nha. Sau đó ống 30 42 là từ đây lên tới trên đó. Đó. Là được ngay trên chính giữa nha bà mọi người. Đó. Có nghĩa chiều dài của cái vườn mình là 200 m. 200 m thì mình đặt cái bơm ở giữa. Có nghĩa là cách đầu mỗi đầu là 100 m. Đó. Thì mình đi khoảng 60 m ống 40 60 m ống 42. 60 mét ống 42 và 40 mét ống 34. Đó. Thì cái khúc này là cái khúc mà ở giữa nè. Mình đứng đây nha mọi người. Đó. Thì ở đây là giữa bờ nha mọi người, là tới đây từ đầu bờ trên kia, từ đầu bờ trên kia xuống đây là giữa bờ nè, là 100 mét và từ đây xuống tới đây là 100 mét. Thì bắt đầu mình sẽ đi ống 40 ống ống chính ngang bờ nha mọi người. Ống chính ngang bờ này là ống 60 và ống 90. Đó. Thì ống ống 60 đi, nó là ống chính 60. Rồi sau đó là từ ống 60 này đưa cái coi ra là được cái tê ra mình cái đường ống chế ống mà ống dẫn để dẫn nước ra, lên bét ha. Là ống 42. Cái ống 4 ở đúng rồi. Ống 42 chạy thẳng lên đó khoảng 50 60 m. Và sau đó là 60 mét đi, sau đó 60 mét thì mình sẽ giảm xuống ống 34. 34 chạy dài trên kia luôn là cho là khoảng 4 50 mét nữa là cho chẳng 50 mét ha. Đó, thì chia nhau của mình đó là 4 hàng, 4 4 4 cái clip thì mình đi 4 đường ống. Thì mình lên ống 7 ly. Thì cái ống 7 ly của mình thì có thể là sử dụng khoảng 3 mét hoặc 4 mét ống 7 ly nha mọi người. Tại vì cái ống của 7 ly cái chiều ngang của cái bờ mép bên đây nè, nó to lắm. Ha. Chiều ngang của bờ này khoảng 6 mét 7 mét lận. Đó. Từ mép bên mé mương nó lên đây là khoảng 7 6 7 mét lận ha. Còn cái bờ bên kia thì 5 mét 5 mét rưỡi nha mọi người. Đó. Thì tại vì cái mô nó cao á, thì anh em thấy nè ha, cái mô nó cao mà đi từ dưới lên là phải mình trừ hao nha mọi người, mình trừ hao nó là ví dụ như là ống 2 mét từ dưới ra đường ống, từ đường ống lên bét là 2 mét phải không, thì mình phải là 1 mét 2 mét rưỡi, 2 mét rưỡi nha mọi người. Đó. Còn cái mô thấp thì anh em sẽ sử dụng ống ống 7 ly nó sẽ thấp nha. Đó. Còn mình cái mô cao nên là mình sử dụng cho cái ống 7 ly nó rất là dài luôn. Đó. Thì mình đặt cái máy bơm ở đây nè. Rồi sau đó ống 60 từ đây. Từ đây bắt thẳng qua bên kia, tuốt bên kia, bắt qua bốn bờ. Và sau đó mình sẽ lùng cái co mình âm xuống nước.